ca sĩ Julie Phương Trinh và Orange. Xin mời. Ôi, xin chào hai bạn. Cầm đi anh rồi hả nói. Em tặng chị. Cái gì? Trái dạ. Trái cam ăn đi anh chị. Ủa em là cam hả? Dạ em nói hái dạ. Vậy của Orange. Hái hái mấy trái. Dạ em mình đó. Mình bắt nước mình uống luôn. Rồi xong. Em xin phép giới thiệu quý vị, em tên là Phương Trinh Julie. Ngoài công việc là ca sĩ, diễn viên, MC thì em còn là người hái cam mới bên bản vậy. Còn em thì ngày hôm nay mọi người thấy đó mà em xanh lá, em là trái cam sành. Thì em là chủ giữa cam, cam của em rất là ngọt mà mọi người ghé luôn. Nếu mà có giả đây thì mấy bạn bớt nói về vấn đề cam mưỡi đi nha. Nó nhạy cảm quá, buồn quá bị tôi chủ giữa tắt á. Chủ giữa tắt á. Em là chủ giữa cam, cam của em rất là ngọt mà mọi người ghé. Biết là Julie, em có cái câu chuyện nào gắn liền với cái giác quan thứ 6 này không? Dạ có. Là em linh cảm là hôm nay em sẽ quay chương trình giác quan thứ 6 là em được quay luôn. Chỉ có cái linh cảm em hơi sai là em linh cảm quay 4 giờ mà giờ gần 5 giờ thôi. Dạ. Đâu, bây giờ là 12 giờ trưa đúng không em? 12 giờ trưa, 13 giờ trưa Việt Nam phải không anh? À đúng rồi, tại vì em mới đi lưu diễn của bệnh về nên cái giờ em quên mất là... Còn bé Cam ơi, bé Cam. Mọi người cũng biết là phụ nữ thường có giác quan thứ 6 rất là mạnh. Còn em thì cái giác quan đó hình như nó không có. Em lúc nào em cũng có cảm giác là à, năm nay mình sẽ có bồ. Mà giờ thành ra 21 năm em vẫn lên. Không có giác quan thứ 6. Mà người lạ ơi dám sinh cho giữa bầu dai hả? Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Em xin vậy chứ đâu ai cho. Đâu ai cho. Không, không biết là có hay không mà giờ có tình nhân rồi. Mới ra bài tình nhân mới ơi. Mới ra bài tình nhân ơi là. Đâu đâu hát câu nghe tình nhân cái cho nó tươi nghe. Tình nhân ơi đến đây được không? Đến và khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Biết luôn. Cực kỳ cao. Đếm tiền. Không thể được nhầm lẫn. Đúng rồi, mình tập trung. Em đếm nha, em đếm. Ê, chín ơi, chín ơi. Hả? Ô, đếm lại từ đầu. Em chín ơi. Cái gì? Cái quái. Đếm lại từ đầu. Cái thời bây giờ người ta đó là người ta đếm bằng máy rồi. Đúng rồi, cô ơi. Thật sự thì cái phần trình diễn hồi nãy của bạn á là gợi ý về nghề nghiệp của bạn ấy. Đưa em qua bao thân châm ở Phú Phương. Ủa, không lẽ là nghề chạy xe ôm hả? Chạy xe ráp. Chạy xe ôm. Hay lá thu rơi anh làm quét rác. Để sao tôi không phải làm quét rác?